nhấn chìm nhân cách xuống vũng bùn tăm tối. Không từ bỏ thủ đoạn để giành vị thế. Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy ân oán tình thù không lối thoát. Anh biết, em lo cho thiếu gia nhà họ Lục bao năm vất vả. Anh không thể nào giúp tôi vô điều kiện. Thực ra anh có âm mưu gì đây? Đón xem bộ phim Bến Cảng, phát sóng lần đầu lúc 22 giờ tối thứ 6 ngày 15 tháng 8 trên kênh Screen Red.